vị và các bạn thân mến, như những tập trước, tôi đã review cho quý vị về bến Du Xuân tại khu đô thị Phú Cường, thành phố Rạch Giá. Và trong tập này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn sau khi rời bến Du Xuân, chúng tôi sẽ đi một vòng khu đô thị Phú Cường để ngắm những tòa nhà nguy nga tráng lệ ở đây. Trước mặt các bạn là khu đô thị Phú Cường, thành phố Rạch Giá đó các bạn. Đây là một trong những dự án táo bạo nhất, dự án lấn biển của công ty Phú Cường Rạch Giá. Sau khi lấn biển, người ta đã cất lên những tòa nhà nguy nga tráng lệ và họ bán lại, mở rộng thành phố, mở thêm đường xá và khu dân cư rất là đông đúc luôn mọi người. Đó, các bạn thấy thiết kế những tòa nhà rất là sang trọng, rất là đẹp theo từng dãy. Mỗi một dãy thì có những ngôi nhà giống nhau, liền kề. Tất cả nhà ở đây hầu như đều bán hết rồi đó mọi người. Có vẻ là mùng 3 Tết cho nên một số cửa hàng ở đây họ vẫn còn đóng cửa nghỉ Tết. Cho nên là chúng ta đi ngang nhiều nhà chúng ta thấy không có mở cửa ha. Và nhà ở phố bây giờ họ cũng đóng cửa, hạn chế mở cửa vì sợ trộm cướp đó mọi người. Wow, trước mặt mình là một cái tòa nhà rất đẹp. Không phải là tòa nhà mà nó là một khu chung cư luôn mọi người. Một khu dân cư chứ hả? Cất như vậy chắc gọi là dân cư. Chung cư thì ở chung một nhà mà nhiều tầng, còn ở riêng nhà ai ấy ở, mà cái này chắc là dân cư. Sẽ có những con đường rất là nguy nga tráng lệ. Có rất là nhiều bóng đèn màu sắc. Bây giờ mình chuẩn bị mình vòng qua một cái vòng xoay đẹp nhất thành phố Rạch Giá nha mọi người. Đó, trước mặt mọi người là một cái vòng xoay có một cái trụ điện rất là cao lớn, lấp lánh nhiều màu sắc. Đó, xe chạy gần sát cho mọi người ngắm nha. Những cột đèn ngôi sao rất đẹp. Vòng xuyến này rất là rộng lớn luôn. Chạy biết bao lâu mà chưa hết cái vòng nữa, một vòng xuyến này nữa mọi người. Vì mình ngồi ở trong xe, mình quay ra có cái kính xe hơi, cho nên là cái hình nó không có được rõ, có khi nó bị mờ nha mọi người. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bước vào con đường nguy nga tráng lệ với những cái cây điện chớp chớp rất là đẹp luôn mọi người. Cây điện này á, là những cây xanh bên đường họ giăng điện lên á, quá trời đẹp luôn. Qua một lớp kính của xe á, cái màu nó không có đẹp chứ các bạn nhìn bên ngoài màu sắc đẹp lắm. Wow. Có cây thì đèn xanh, có cây thì đèn vàng, có cây thì đèn tím, có cây thì đủ màu.
tạo ra một con đường đầy màu sắc rất đẹp luôn mọi người. Chúng mình đang đi tìm đồ ăn, dự kiến là sẽ đi ăn buffet ở một cái tiệm rất là nổi tiếng. Giờ này đã hơn 8 giờ tối mọi người, có khả năng là cái tiệm này đắt lắm, nếu mà ai đi trễ là không có chỗ ngồi mọi người ơi. Sức chứa mấy trăm khách mà cũng không có còn chỗ để ngồi nữa. Quán sáng ngày mùng 3 Tết vẫn đông khách. Đây là tới rồi mọi người ơi, quán buffet. Tên là Tốt. Quán này nổi tiếng nhất luôn mọi người. Các bạn coi mùng 3 Tết mà buffet lẩu nướng. Đằng trước này trang trí bánh tét, bánh chưng. Những cái thùng quà rất là đẹp. Để cháu mình vô hỏi coi còn chỗ ngồi hay không. Đông quá chắc hết chỗ rồi. Chúc mừng năm mới. Quán này ở phường đường 3 tháng 2, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Trong khi cháu mình vô hỏi thì mình sẽ tranh thủ mình quay một vài cái chi tiết đẹp ở đây. Rồi hết chỗ ngồi thật mọi người ơi. Cháu mình nó vào hỏi người ta thông báo đã hết chỗ. Các bạn coi đông như thế này thì làm gì còn chỗ ngồi. Các bạn thấy không, đông can hết trơn luôn rồi. Người ta ngồi liền ghế hết trơn rồi. Như vậy là bọn mình sẽ đi qua một cái quán khác. Để biết quán khác là quán gì thì mình sẽ hẹn mọi người vào cái video kế tiếp để review cho mọi người cái quán tiếp theo chúng mình sẽ đi là quán gì nhé. Bây giờ thời lượng video đã hết rồi. Chúc các bạn một năm mới nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc nha. Chào mọi người.